chồng Thu Phương kể tường tận nguyên nhân anh Vũ ra đi khác gì hút thuốc trong lúc đổ xăng. Theo đó, nếu biết sớm, chồng Thu Phương hoàn toàn có thể giúp anh Vũ thoát khỏi cửa tử. Mọi thủ tục đưa thi hài cố diễn viên anh Vũ về Việt Nam đã được hoàn tất. Dù vậy, nguyên nhân dẫn tới sự ra đi đột ngột của anh vẫn là dấu hỏi lớn. Theo như nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, tất cả mới chỉ là suy đoán, cơ quan chức năng Mỹ vẫn đang xác minh làm rõ. Kể cả phía gia đình cũng chưa dám khẳng định 100%, lý do là vì anh Vũ tắm muộn nên đột tử. Ở một diễn biến mới, chồng ca sĩ Thu Phương đăng tải một status dài phân tích cặn kẽ dựa trên cơ sở khoa học về căn bệnh rối loạn giấc ngủ, cụ thể hơn là ngưng thở khi ngủ, nghi là một trong những lý do khiến anh Vũ mãi rời xa gia đình, đồng nghiệp mà chưa kịp nói lời từ biệt. Dũng Tyler viết, người mang bệnh này luôn trong tình trạng thiếu ngủ triền miên và vì thế khi thiếu ngủ, họ thường sử dụng thuốc ngủ để ngủ bù, hành động đó không khác gì hút thuốc trong lúc đang đổ xăng. Bạn bè cho biết anh Vũ ngủ ngáy to thể hiện có bệnh ngưng thở khi ngủ, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ trầm trọng vì não bộ không đủ khí oxy nên bị mất trí nhớ và mất ngủ. Anh Vũ được đồng nghiệp biết là người ngồi đâu ngủ đó. Thay vì chữa bệnh từ gốc thì anh Vũ có thể vì bận rộn công việc nên sử dụng thuốc ngủ, dùng thuốc ngủ lâu ngày nên bị lờn thuốc và ngày qua ngày tự tăng đô thuốc ngủ. Như Minh Nhí nói, anh Vũ uống đến 5 viên mới có thể ngủ được. Thuốc ngủ cộng với bệnh ngưng thở khi ngủ khiến tăng tốc độ ngưng thở khi ngủ. Khi hệ thống hô hấp có vấn đề sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến hoạt động cơ tim và hệ thống tim mạch. Tình trạng tim mạch tắc nghẽn cấp tính ảnh hưởng đến việc máu huyết ngưng chuyển động vào não. Cả hai lá phổi sẽ bị ngập tràn chất lỏng dẫn đến tình trạng nghẽn tim mạch cấp tính. Nghẽn tim mạch cấp tính xảy ra khi lúc cơ thể ngủ liệm với báo hiệu mắt chớp liên tục. Hiện tượng này thường xảy ra vào buổi sáng trước khi thức. Máu huyết trong cơ thể sẽ lưu thông nhanh để đánh thức cơ thể. Những bệnh nhân này đa số bị tử vong giữa 1 đến 6 giờ sáng. Theo lời của cảnh sát thì anh Vũ chết khoảng 6-7 giờ sáng, phát hiện lúc 9 giờ thì thi thể đã tím bầm, yểm trợ nguyên nhân hiện tượng nghẽn mạch cấp tính.